BA Universe. Sự thật về trò chơi của mẹ trái đất. Việc chúng ta hiểu được nguồn gốc, mục đích và bản chất thực sự của trò chơi trái đất mà bạn đang trải nghiệm có thể là công cụ để vượt qua mức độ nhận thức hiện tại bạn đang có và tiến lên cấp độ tiếp theo của trò chơi ở nơi đây. Đối với một số người, đặc biệt là những người chưa thức tỉnh tâm linh, thông tin này có thể hơi quá hoặc khó tin. Nhưng, nó có thể chứng minh rằng nó thực sự rất quan trọng đối với tương lai cuộc sống của bạn trong cả lần sống này và lần sống tiếp theo. Cấu trúc của trò chơi trái đất. Tất cả mọi thứ hiện hữu xung quanh ta đều được tạo ra từ trong cái nguồn duy nhất của tâm trí vũ trụ vĩ đại. Mọi hiện hữu chỉ đơn giản là một cấu trúc tinh thần. Có nhiều phần, nhiều khía cạnh riêng lẻ của nguồn cội đã chọn đặt tiêu điểm nhận thức của họ trong cấu trúc này. Chúng ta chính là nhận thức để đi sâu vào và chơi trò chơi trái đất. Tất cả chúng ta đã chọn làm điều này vì cùng một lý do cơ bản, đó là vì những trò chơi ở nơi đây cho ta những trải nghiệm cực kỳ thú vị và thúc đẩy sự tiến hóa của nhận thức. Và đây cũng là đặc điểm của tất cả các thực tại cuộc sống, bởi vì công cụ nền tảng của sự tồn tại là nhận thức. Bạn là một trong những khía cạnh của nguồn đang chơi trò chơi trái đất ngay bây giờ. Cho dù bạn có biết hay không thì bản chất thực sự của bạn, nó luôn luôn là một mảng tâm thức của ý thức vũ trụ. Bạn và các phiên bản tiến hóa hơn của bạn được tiến hóa nâng cấp cho mỗi lần sống. Nó giống như phiên bản game nâng cấp hơn với nhiều ưu việt hơn. Khám phá bản chất của bản thân và sự tồn tại bằng cách tạo ra vô số thực tại và đóng vô số vai diễn trong những thực tại đó. Nó giống như bạn là diễn viên trong rất nhiều vai diễn của rất nhiều cuộc đời khác nhau. Mỗi cuộc đời mới, bạn sẽ tiến hóa hơn. Bản chất của trò chơi. Sự tách biệt. Chúng ta chính là kẻ tạo ra vô số thực tại và là người chơi trò chơi đó ở tất cả các mức độ và sự đa dạng. Chúng ta là hiện thân của sáng tạo, là một phần không thể thiếu của nguồn sáng tạo. Chúng ta hay gọi đó là ý thức nguồn, người sáng tạo chính, thượng đế, hoặc bất cứ điều gì khác mà ta muốn gọi nó. Có một điều tuyệt vời rằng, không có ai trong chúng ta hoàn toàn quên mất rằng chúng ta thực sự là ai. Điều đó thôi thúc chúng ta luôn luôn tìm về bản chất thực sự của mình. Chúng ta bắt đầu đặt những câu hỏi để tìm kiếm chính bản thân mình. Chúng ta trải nghiệm trò chơi này như thế nào và nó sẽ dạy ta điều gì? Vì vậy, trong hành trình vĩnh cửu dài đằng đặc và đầy khó khăn, để hiểu biết bản thân mình, chúng ta và các phiên bản tiến hóa hơn của chúng ta đã đồng ý tạo ra loại thực tại mới này. Một nơi mà chúng ta sẽ hoàn toàn mất kết nối với nguồn thiêng liêng của mình. Chúng ta quên mất rằng chúng ta là người tạo ra thực tại của chúng ta và quên rằng tất cả chúng ta là một thực tế mà chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta tách biệt với nhau và với đấng sáng tạo. Toàn bộ vũ trụ của chúng ta là một biểu hiện của trò chơi tách biệt. Nó giống như một sân khấu khổng lồ với nhiều phân cảnh của nhiều giai đoạn lớn, nơi trò chơi tách biệt đang diễn ra trên nhiều thế giới và ở nhiều cấp độ. Nó là một trò chơi đa cấp độ vô cùng hấp dẫn. Một trong những thế giới mà trò chơi tách biệt đang phát triển mạnh là hành tinh trái đất của chúng ta. Mặc dù trò chơi tách biệt không giới hạn ở trái đất, nhưng chúng ta sẽ tập trung vào biểu hiện của nó trên trái đất vì hai lý do. Một, rõ ràng là mọi người đang nghe video này hiện đang đắm chìm trong trò chơi này ngay tại đây trên trái đất. Hai, trạng thái của trò chơi trên trái đất đang nhanh chóng tiếp cận điểm chuyển tiếp tuyệt vời, điều đáng quan tâm đối với tất cả những người tham gia. Người chơi. Một số bạn có thể phản đối quan điểm rằng thực tại của sống của chúng ta như là một trò chơi, bởi vì bạn đã quên mất con người thật của bạn và chìm đắm trong bộ phim ảo tưởng. Thuật ngữ trò chơi thực sự khá phù hợp. Giống như cả trẻ em và người lớn chọn chơi trò chơi để giải trí và để học hỏi. Do đó, linh hồn của chúng ta chọn chơi trong cấu trúc thực tại trái đất. Trên thực tế, trải nghiệm của chúng ta về thực tại trái đất hoạt động theo cách rất giống với cách trò chơi máy tính. Trong một trò chơi trên máy tính, bạn là người chơi và nhận thức của bạn là điều khiển một hình đại diện trong thế giới trò chơi ấy. Bạn nhận thức, trải nghiệm, hành động và phản ứng trong thế giới trò chơi như hình đại diện của bạn, nhân vật mà bạn đang chơi. Và bạn biết rằng con người thực sự của bạn ở ngoài trò chơi, bạn không bao giờ bị lạc hoàn toàn trong trò chơi trên máy tính đó và không bao giờ nghĩ rằng đó là trò chơi thực tế. Bạn biết rằng đó là một ảo ảnh. Theo một cách rất giống nhau, linh hồn của bạn là nhận thức đang hướng về hình đại diện của bạn, cơ thể vật lý của bạn trong thế giới trò chơi trái đất. Sự khác biệt lớn là trò chơi trái đất được thiết kế theo cách mà chúng ta sẽ quên rằng chúng ta là những linh hồn đang chơi trong một thế giới ảo tưởng. Và vì vậy chúng ta bị lạc sâu trong đó và bắt đầu tin rằng đó là một sự thật và không còn có gì khác.
và linh hồn của chúng ta sẵn sàng chọn để chơi trò chơi trái đất giống như mọi người sẵn sàng chọn chơi trò chơi trên máy tính vậy. Cách thiết kế và tạo ra trò chơi tách biệt. Việc chúng ta hoàn toàn không biết rõ làm thế nào để tạo ra một thực tại nơi chúng ta sẽ cảm thấy hoàn toàn tách biệt với nhau, với nguồn và quên luôn chúng ta là người sáng tạo. Chúng ta đã thử nghiệm với nhiều thiết kế trước khi triển khai để đi đến hiệu quả thực. Các yếu tố chính cho phép đạt được mục tiêu là tấm màn quên lãng, vai trò của kẻ đối nghịch, sự giới hạn trong cơ thể vật lý và các giác quan khiến ta có niềm tin rằng chúng ta là những cá thể biệt lập. Sự trì hoãn đáng kể giữa suy nghĩ và biểu hiện của chúng ta được đưa vào thực tại. Và sự tương phản rất mạnh giữa các phân cực hiện tại như tốt, xấu, đúng, không đúng, cộng, trừ sẽ như hai mặt của một vấn đề. Sự xuất hiện của bản ngã và cái tôi sau khi hóa thân vật lý là một cấu trúc tâm linh thú vị và mạnh mẽ. Sự xuất hiện của nó là một kết quả tự nhiên của bản chất nhị nguyên thiêng liêng của thực tại mà ý thức của chúng ta tìm thấy chính nó cũng như các ràng buộc và các yếu tố khác được đề cập. Nhận thức về sự tách biệt của bản thân và người khác, nhận thức về tính hai mặt chúng ta với họ, tốt với xấu, có hay không, và nhận thức về niềm tin giới hạn nhanh chóng dẫn đến một ý thức lệch lạc khiến bản thân củng cố ảo tưởng về sự tách biệt ngày càng sâu sắc và mạnh mẽ. Và do đó, trò chơi tách biệt được duy trì. Càng duy trì nó thì nó càng làm sâu sắc thêm thực tại, đó là nhận thức nhị nguyên đối lập hay nhận thức tách biệt. Đây là cấp độ của ý thức suy nghĩ rằng tôi riêng biệt, riêng lẻ và tôi là một nạn nhân của hoàn cảnh. Đối lập với nhận thức tách biệt là nhận thức thống nhất. Đó là nhận thức về sự hợp nhất, tất cả là một. Mức độ ý thức này biết rằng tất cả là một và nó tạo ra thực tại của chính nó và do đó biểu hiện những thực tại khác biệt đáng kể. Hãy sống hòa bình và hài hòa hơn so với hiện tại trên trái đất nơi phần lớn người chơi vẫn chìm sâu vào nhận thức tách biệt. Bên trong nhận thức nhị nguyên hay sự tách biệt có một số động lực rất thú vị và mạnh mẽ. Linh hồn của bạn là một phần của sự hợp nhất đã đồng ý tạo ra ảo tưởng về sự tách biệt được gọi là nhị nguyên. Một số linh hồn đang giúp tạo ra ảo tưởng mà không hoàn toàn đắm mình trong đó. Những thực thể ở chiều cao hơn trong bộ áo con người thường được gọi là thiên thần là một ví dụ về điều này. Một số linh hồn đang giúp tạo ra ảo ảnh bằng cách trực tiếp đắm chìm những phần nhỏ của bản thân vào ảo ảnh. Trạng thái của trò chơi. Chúng ta đã chơi nhiều phiên bản và chơi đi chơi lại các trò chơi trái đất. Nhiều trong số chúng đã kết thúc với một sự kết thúc rất không hiệu quả. Trong đó có thảm họa, hủy diệt, vụ nổ hạt nhân và tận thế tùy theo cách bạn đặt tên cho nó. Trò chơi chúng ta tạo ra thực sự rất thách thức. Từ một góc độ, hầu như không có vấn đề gì nếu trò chơi kết thúc trong một vụ nổ phóng xạ hạt nhân vì nó hoàn toàn là một trải nghiệm ảo tưởng. Nếu nó gặp sự cố, chúng ta có thể khởi động lại trò chơi ngay từ ban đầu. Và mặc dù chúng ta học được điều gì đó từ mọi trải nghiệm, tuy nhiên thách thức này quá tai hại. Kết quả tận thế như thế này chắc chắn không phải là kinh nghiệm học tập tối ưu cho sự tiến hóa của nhận thức chúng ta. Trò chơi trái đất đã được lặp lại quá lâu và trải qua quá nhiều thế hệ. Tất cả các linh hồn đang dính sâu vào một trò chơi rất khó khăn, đầy thách thức và khó nhận ra là ta đang chơi. Với thực tại của loại hình này, chúng ta đã đi vào một mức độ nhận thức quá sâu của tâm thức nạn nhân và động lực của nạn nhân, thủ phạm và người cứu hộ đã thống trị bộ phim truyền hình của con người trong một thời gian khá lâu. Ngoài ra, một số người trong chúng ta đã phân cực mạnh vào một trong hai chế độ của thể loại nhận thức này. Hậu quả là chúng ta đã thể hiện một thực tại đặc trưng bởi sự tham lam, cạnh tranh, xung đột thống trị, khuất phục và đấu tranh bền bỉ cho tự do. Đây là trạng thái hiện tại của bộ phim con người và như với tất cả các thực tế, nó là sự phản ánh trạng thái ý thức của chúng ta. Trò chơi kết thúc. Chúng ta đã trải qua đủ các kịch bản tối ưu phụ và quyết định đưa ra một kích thích từ bên ngoài trò chơi để đưa nó đến một cái kết toàn vẹn và hiệu quả hơn nhiều. Để đạt được điều này, chúng ta đã lên kế hoạch cho một loạt các can thiệp tinh tế và đa diện với mục tiêu là đánh thức càng nhiều người chơi càng tốt với thực tế rộng lớn hơn và bản thân cao hơn của họ. Từ đó, thúc đẩy họ lên cấp độ ý thức cao hơn và từ đó lên cấp độ tiếp theo của trò chơi. Chiến dịch này đang được nhiều cấp cao hơn của chúng ta phối hợp và đã được tiến hành trong một thời gian. Tin tốt là sự can thiệp đã đạt đến mức độ cần có và chúng ta đang bước vào thời kỳ thay đổi nhanh chóng và lớn lao. Thời kỳ biến đổi lớn trong chính chúng ta và thế giới của chúng ta. Tuy nhiên, chỉ những linh hồn có thể thức tỉnh trong trò chơi và đạt được cấp độ ý thức cao hơn mới có thể tốt nghiệp ra cấp độ tiếp theo, một phiên bản mới và biến đổi của trái đất. Tất cả những người khác về cơ bản sẽ phải thực hiện lại cùng một lớp học trên một lần nữa. Ví dụ chơi lại cùng cấp độ của trò chơi nhưng ở một nơi khác, hành tinh khác. Đây không phải là một hình phạt.
Tất cả các linh hồn chỉ đơn giản là đi đến kinh nghiệm phù hợp với mức độ tiến bộ của họ. Một điều nữa làm cho trò chơi lặp lại là chúng ta đang cố gắng chuyển từ cấp độ sâu nhất của nhận thức nhị nguyên trực tiếp sang nhận thức của sự hợp nhất. Quá trình phát triển từ nhị nguyên sang hợp nhất đã diễn ra trên nhiều thế giới, nhưng nó thường là một quá trình có tính chu kỳ mở ra trong một thời gian dài và nhiều thế hệ. Chúng ta là nền văn minh hành tinh đầu tiên mà chúng ta đang cố gắng thực hiện quá trình này trong vòng một thế hệ. Điều này chưa bao giờ được thực hiện trước đây, hành tinh của chúng ta và Nexus là trường hợp thử nghiệm. Nếu nó thành công, chúng ta có thể sử dụng điều này như là cách tiếp cận tiêu chuẩn cho tất cả sự tiến hóa tâm linh ở cấp độ này.